Xin chào các bạn, hôm nay cô lại tiếp tục đọc cho các bạn nghe bài đọc hiệu số 5. Bài này thì siêu ngắn luôn, nhưng mà cũng rất là thú vị. Nếu như mà các bạn có theo dõi kênh Facebook Learn Chinese with Little Angel thì cũng đã biết được là những bài đọc hiểu mà lão sư lựa chọn luôn là những bài mà có ý nghĩa rất là sâu sắc, đúng không nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Yǒu yī zì, wǒ jiù zài huǐbèi jìng de huò zhè shāng, yīn wèi tài lèi lè, shí zài mèi you jìng shén, gēn shēn bìn de zhòng guò rén liǎo tiàn lè, jiù zhuàng zhù yī jù hàn yú dù bù dǒng de yàng zì, bái yǎn jìng yī bì, hào zài yī jì shāng. Zhè shí jiù tìng tā mèn kài shí liǎo jiǔ wǒ lái lè. Tā mèn shuò de huà shuò de tè you yì sì lè bà. Zhè ge shuò, tā kě néng shì mèi guò rén. 那个说他一定是德国人 有的说他穿着一条破裤子 是个穷留学生 有的说他也许是个记者 为了继续听下去 我好不容易才让自己没笑出来 Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hy vọng là qua video này các bạn sẽ học được nhiều từ vựng mới, nhiều mẫu câu mới và cải thiện được kỹ năng phát âm của mình. 好了,现在也很晚了,你们晚安哦. Nhớ subscribe kênh của cô để nhận được thông báo mỗi khi cô có video mới nhé. 你们再见.